Xin chào ông. Vâng, xin chào phóng viên Vũ Tuyên. Xin chào quý vị khán giả. Thưa ông, là chắc ông cũng đã theo dõi rất sát sao câu chuyện người nông dân cung cấp sữa bò ở Lâm Đồng cũng như là ở Ba Vì, Gia Lâm, Hà Nội phản đối nhà thu mua quy định số lượng sữa mua vào. Chúng ta khoan hãy bàn đến chuyện là ai đúng ai sai. Chúng tôi xin được hỏi ông là hiện nay việc thu mua sữa ở Việt Nam đang thực hiện như thế nào và có quy định bằng văn bản, điều lệ hay chính sách nào hay không ạ? Vấn đề thu mua sữa tươi cho bà con nông dân thì các doanh nghiệp đã thu mua từ khoảng độ trên 20 năm nay. Thế thì có một đặc điểm là chúng ta luôn luôn là thiếu sữa, cũng không có cái ràng buộc gì chặt chẽ lắm, mà là người nông dân đưa sữa đến cái trung tâm thu mua để tăng lạnh. Sau đấy nhiều hộ nông dân góp lại về đấy, sau từ đấy chuyển đến nhà máy chế biến sữa. Thì các nhà máy chế biến sữa đấy thường đấy họ hợp đồng với lại cái chỗ trung tâm lạnh đó, chứ ít khi mà hợp đồng với cái hộ nhỏ lẻ. Như vậy thì Hiệp hội Chăn nuôi nhìn nhận như thế nào về sự việc này ạ? Chúng tôi cho rằng là cái việc mà để nông dân đổ sữa đi như vậy là điều đáng tiếc. Đây có thể nói là lần đầu tiên xảy ra ở nước ta. Tất nhiên là rất là nhỏ. Việc đầu tiên trong lúc này là nhà nước phải ra tay. Theo tôi là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương phải cùng nhau gặp lại để kiểm tra cái việc sữa trên thị trường hiện nay là như thế nào. Theo ông thì ở Việt Nam cần có một chính sách quy định cụ thể việc thu mua sữa này để tránh tình trạng như tình trạng nêu trên hay không ạ? Và tại sao? Chúng ta ấy là khuyến khích là sẽ dùng sữa tươi. Trong tương lai là phải phấn đấu để dùng sữa tươi. Và nhà nước cũng đã có cái chính sách để phát triển lên là 500.000 con bò sữa và sản xuất ra 1 triệu tấn sữa, tức là gấp đôi hiện nay. Thế thì đến 1 triệu lít sữa chỉ đáp ứng mới có 40%. Thế thì chúng ta lại còn phải tiếp tục khuyến khích cái chăn nuôi bò sữa lên. Thì cái việc mà giá cả là yếu tố cần phải được quan tâm ở cái chỗ là phải thống nhất là mùa hè giá khác, mùa đông giá khác. Và sữa tươi bán trên thị trường là ghi là sữa tươi có trên bao bì, và sữa hàn nguyên thì ghi trên bao bì hàn nguyên, thì lúc ấy nó sẽ cân bằng lại được. Như vậy thì giá của hai loại sữa là sữa tươi và sữa hoàn nguyên khác nhau như thế nào và vì sao lại có sự khác nhau như vậy? Sữa hàn nguyên trong giờ phút này 1 kg sữa bột có thể pha được khoảng độ 8,6 lít sữa tươi, quy ra mỗi 1 lít sữa nước đấy là 6.300 đồng để đưa vào nhà máy chế biến. Còn nếu như là sữa tươi mua từ nhà máy là 13.500 đồng, gấp đôi. Riêng về giá bây giờ là gấp đôi. Cho nên là sự khác biệt đầu tiên là giá. Còn nếu mà chúng ta để tiêu dùng thì sữa bột chất lượng không thể sánh được với lại sữa tươi. Cho nên ở đây là người tiêu dùng họ cũng biết rằng sữa tươi cái giá trị cao hơn, họ sẵn sàng trả với giá cao hơn. Còn sữa bột thì họ sẽ trả với giá thấp hơn. Như vậy thì giải pháp tổng thể cho vấn đề này là gì ạ? Chúng ta phải minh bạch trong cái sản phẩm hàng hóa. Sản phẩm nào là sữa tươi thì phải ghi là sữa tươi. Sản phẩm nào là sữa bột hàn nguyên, ghi là sữa bột hàn nguyên. Khuyến khích những cái vùng chăn nuôi lớn để có thể sản xuất ra những trại bò lớn. Trại bò lớn trên kinh nghiệm trên thế giới thường thường chiếm khoảng độ 35% trong tổng đàn bò. Ví dụ chúng ta định là 1 triệu con bò trong thời gian sắp tới thì khoảng độ có khoảng 350.000 con là ở quy mô chăn nuôi lớn. Rồi có khoảng độ tương tự như vậy 1/3 là ở quy mô chăn nuôi trung bình. Là vì có những người họ không đủ tiền để làm ra cái quy mô lớn. Rồi có 1/3 là quy mô nhỏ, là vẫn tồn tại những hộ nuôi 5 con, 10 con. Ngay cả ở Mỹ cũng tồn tại những cái gia đình chăn nuôi nhỏ như vậy. Thế thì cái này nó đan xen nhau, nó vẫn tồn tại. Và có một cái trách nhiệm chung là phải thu mua sữa hết cho tất cả các đối tượng đấy. Còn giá cả thì phụ thuộc vào chất lượng mà trả cao hay thấp. Vâng, xin cảm ơn ông đã có những cái chia sẻ rất hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng với cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng tôi đã đóng góp thêm một góc nhìn thật sự khách quan về việc người nông dân đổ sữa ra đường. Qua đó thì doanh nghiệp cũng như người nông dân có thể hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn. Và cũng mong rằng các cơ quan quản lý cũng có thể đưa ra những giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng này. Và những sự việc đáng tiếc như vậy sẽ không xảy ra một lần nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.